Ok, xin chào các bạn, mình là Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì hôm nay tiếp tục Nhân sẽ chơi tiếp cái trò anh em nguyên thủy các bạn ơi. Cái trò mà có một anh chàng thổ dân đi các bạn ơi, xong rồi đi vào rừng đi săn bắt những con thú để lấy thịt các bạn ơi. Trời ơi, cái trò này hay lắm luôn nhá. Mà anh toàn gặp những cái con vật đáng sợ đấy, coi con vật to khổng lồ luôn, nguy hiểm luôn. Cái trò này hay lắm các bạn ạ. Ok các bạn ơi, thì hôm nay Nhân sẽ tiếp tục hành trình nha. Đi vào trong rừng và săn bắt các loài vật nha các bạn nha. Các bạn xem nha, nếu thấy cái video này của mình hay nha thì các bạn hãy ấn like video nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh nha, hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha. Rồi để mình sớm có được loot bạc nha các bạn nha. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau hóa thân thành anh trai nguyên thủy các bạn ơi, trông kiểu anh thổ dân thì các bạn ơi. Rồi ok. Let's go. Ok các bạn ơi, trời ơi, các bạn nhìn thấy anh thổ dân của Nhân hôm nay nhìn có côn ngầu đẹp trai không? Đeo kính đen. Hôm nay thì trên tay của anh thổ dân của Nhân đang cầm một cây cung này các bạn ạ. Trời ơi, chất chơi người rơi đấy các bạn ạ. Có mũi tên nhân đầu còn đội mấy cái ná chứ. Rồi, ok các bạn ơi, lần này thì Nhân sẽ tiêu diệt cái con voi này các bạn ơi. Wow, trời ơi, con voi to khổng lồ luôn các bạn ơi. Con voi này nó đang bị hoang dã nên là nó lao và nó tấn công người các bạn ơi. Đấy, nên là Nhân cùng anh Giang Nguyên Thủy đang anh Giang Nguyên Thủy đang bắn cung này trời. Ôi trời ơi, ok. Rồi tiêu diệt cái con voi siêu to khổng lồ các bạn ạ. Không để cho nó chạm vào người nha các bạn nha. Ok. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi anh ấy bắn cung nhìn chất nhỉ. Rồi trời ơi, ui. Lần này chính là con ông nội của voi các bạn ơi. Nhân sẽ chiến đấu với ông nội của voi nữa các bạn ạ. Trời ơi, con voi siêu to khổng lồ đấy rồi. Ui nhìn được kìa các bạn ơi. Ui nó khỏe đây. Trời đất ơi, sao nó khỏe vậy? Rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ phải tiêu diệt mấy cái con khổ long con này các bạn ơi. Trời ơi, không biết con này là con khổ long hay là con gì đấy các bạn ơi. Con khổ long hay là con chim gì đấy các bạn ơi. Trời ơi, tiêu diệt con voi đấy mệt quá các bạn ơi. Giờ này tiêu diệt cái con chim khổ long bé nhỏ này các bạn ơi. Chơi hết luôn, quá yếu đuối luôn các bạn ơi. Trời ơi, chim khổ long bé nhỏ của anh ơi. Yes. Rồi các bạn ơi, bây giờ về. Ui cô, cái cô gì đây? Cô gì đây, nhìn cô mà sao tẩm thế, xấu xa vậy. Ui các bạn ơi, ghê chưa. Ui giời, cô này nhìn, ui giời, cô cắn tôi môi đốt inox các bạn ơi. Dê, cô bị tiêu diệt nó rồi các bạn ơi. Thắng lợi dễ dàng là hai con boss đầu tiên các bạn ơi. Các bạn có biết con khủng long này con khủng long gì không? Con khủng long này là con khủng long mình không biết. Nhưng mà đây là một con khủng long rất là hung dữ các bạn ơi. Các bạn xem Nhân tiêu diệt cái bọn khủng long hung dữ này nha các bạn nhá. Rồi nó tấn công, nó xâm chiếm cái vùng đất của mình các bạn ơi. Cái vùng đất Nhân đang làm ăn, đang trồng lúa, đang bắt cá, đang trồng rau, trồng ngô, trồng khoai để ăn cho đỡ đói các bạn ơi. Thì nè, có cái con mấy khổ long này nó đến nó giẫm nát hết rồi các bạn ạ. Nó đến nó giẫm mà hỏng hết ngô khoai của nhà Nhân rồi, trời ơi. Rồi bây giờ Nhân đang gồm sức mạnh các bạn ơi, bắn cho nó tiêu đời luôn. Lần này ta bắn cung đấy chứ không ta cầm gậy như lúc trước đâu các bạn ơi. Trời ơi, tưởng tên nào chứ yếu đuối các bạn ơi. Anh chàng yếu đuối này, khẩu long này gặp ta thổ dân này bắn cho mấy phát là tiêu luôn. Rồi các bạn ơi. Ui các bạn ơi, lần này mình chiến đấu với con bố con khẩu long này luôn. Trời ơi, sao nó to thế, trời ơi các bạn ơi. Rồi to thì to chứ. Bây giờ ta có sức mạnh là ta nâng cấp hơi bị khỏe nó các bạn ơi. Dê, trời ơi, tiêu diệt con khổ long bố này trong chớp mắt luôn. Bây giờ anh thổ dân của Nhân có cái cung nó khỏe lắm rồi các bạn ơi. Ok. Cuối cùng thì bây giờ Nhân sẽ tiến đến một cái vùng đất mới các bạn ơi. Hay đấy. Anh trai Nguyên Thủy, tôi nghĩ bạn cần hồi phục trong trận chiến này. Rồi tôi cần xây một ngôi làng bằng cành cây. Rồi tôi sẽ xây cho anh một ngôi làng bằng cành cây thôi, đơn giản các bạn ơi. Đây chính là ngôi làng bằng cành cây các bạn ơi. Trời ơi, kim cương này, trời ơi ngon các bạn ơi, được 10 kim cương nha. Lần cấp cái ngôi làng bằng cành cây này các bạn ạ. Đấy, Nhân sẽ lần cấp mắc bêu luôn, thiếu gì tiền các bạn ơi. Trời ơi, lần cấp không ngừng nghỉ luôn nha. Ok, rồi cái lần cấp tạm thời đã đấy. Cái ngôi làng của Nhân cái kia các bạn ơi, bằng cành cây đấy chứ không phải rét thì Nhân phải chú vào đấy các bạn ơi. Lần này thì Nhân sẽ tiêu diệt ra ngoài Bắc Cực các bạn ơi. Trời ơi, giờ rét vậy mà anh trai Nguyên Thủy anh ấy mặc mỗi một cái áo không ấm, áo cộc tay các bạn ơi, với lại cái quần đùi mà anh ấy
rắn ra ngoài bắc cực mà anh chiến đấu với chim cánh cụt các bạn ơi. Để nói là anh ấy quá khỏe luôn đúng không các bạn. Rồi bây giờ Nhân đang cố gắng chiến đấu với con chim cánh cụt đấy nhá. Con chim cánh cụt này mày gọi là mẹ hay bố hay ông nội hay là đầu đàn của mi đến đây, ta sẽ chiến đấu cho mà xem các bạn này. Đấy, Nhân là gấu sức mạnh nha các bạn nhá. Ừ, các bạn thấy Nhân khỏe không, gấu sức mạnh luôn. Mấy con chim cánh cụt này tuổi gì các bạn ơi, tuổi gì đúng không các bạn, sợ yếu đuối. Ui này các bạn ơi, ui anh trai, trời ơi, lần này nó hết gọi bố gọi ông nội, bây giờ nó gọi anh trai của nó ra các bạn ơi. Xem có anh trai của nó ra. Ui nhìn cũng nguy hiểm đấy, nhìn cũng hot boy đẹp dai các bạn ơi, trông to cao quá, nhưng mà gặp Nhân thì thôi, Nhân bắn cho mấy phát là tắt điện luôn các bạn. Lại chiến thắng tiệm nhá. Rồi easy game, easy game các bạn ơi, dễ thôi. Đối với Nhân nhá, chơi game gì cũng giỏi đâu các bạn ơi. Ui lần này là tiêu diệt mấy cái con này, mình cũng không biết tên nó là con gì luôn các bạn ơi, trông nó như kiểu nó là cái con trồn nhưng các bạn ơi, à không phải con trồn, con này con TT các bạn ơi. Ừ trông nó giống kiểu con TT các bạn ạ, trời đất ơi, như kiểu nó thắng TT các bạn ơi. Đấy, mình giống con TT các bạn ơi, nên là Nhân sẽ tiêu diệt nó nha. Ai trời ơi, gọi hết anh em mà cô dì chú bác họ hàng nhà mi đến đây, Nhân BB cần hết luôn các bạn ơi. Các bạn xem nếu thấy cái video của mình hay nha thì các bạn hãy ấn like video nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ Nhân BB nha các bạn ơi. Ok rồi, Nhân sẽ tiếp tục chiến đấu với cái bọn xỉu nhi này các bạn ơi. Yếu đuối anh thổ dân, bây giờ anh cần hết, anh đeo kính đen mà hơi bị chất rồi các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, chú cái gì về Do Eddie Groot các bạn ơi. Trời ơi, chú này là chú gì đấy không biết chứ. Trời đất ơi, ui nó to chứ các bạn ơi. Các bạn nhìn nó có nguy hiểm không? Trời ơi, Nhân nhìn con này nó nguy hiểm quá các bạn ơi. Trời ơi, nó đang bắn đánh Nhân các bạn ơi. Nhân đang gần mất máu, gần thua nó rồi. Nhân sẽ cố gắng nha các bạn nha. Rồi. Ui, thua rồi các bạn ơi. Ui, thua rồi các bạn ơi. Mài chăm gió với các bạn quá, thua rồi. Được rồi, bây giờ Nhân sẽ phải ra nâng cấp các bạn này. Này, nâng cấp lên. Nâng cấp lên lần này á, thì cho nó tiêu đời luôn nha, không sợ nha. Đấy các bạn thấy chưa, nâng cấp cho anh trai Nguyễn Thủy, Nhân nó khỏe luôn các bạn ơi. Anh nó gấu sức mạnh các bạn ơi. Rồi bây giờ thì gọi ông nội hay là các thể loại ra đây, Nhân bắn cho tiêu đời nó các bạn ơi. Nào thì chơi luôn, khô máu luôn các bạn ơi. Đấy trời ơi, tưởng thế nào, tưởng thế nào các bạn ơi. Yếu đuối Nhân lại giành chiến thắng rồi. Quá hay luôn các bạn ơi. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. À lần này là con hà mã các bạn ơi, hình như con này là con hà mã thì phải. À không phải hà mã, con hải cẩu. Hải cẩu các bạn ơi, con hải cẩu nó sợ tôi có cái răng nó rải thế các bạn ơi. Ok bây giờ Nhân sẽ tiêu diệt con hải cẩu nha. Rồi không biết con hải cẩu chúa nó to nó khỏe như thế nào các bạn ơi. Trời ơi mà nhìn con này nó cũng đã to lắm rồi, mà hải cẩu cẩu con mà nhìn nó to lắm rồi thì các bạn ạ, kinh lắm cơ. Trời đất ơi, tiêu diệt mấy cái con này thì ăn thua cái gì, phải gọi đại ca chúng nó ra tiêu diệt thì nó mới vui chứ đúng không các bạn. Đấy, tiêu diệt xong rồi. Rồi các bạn ơi, ông nội của hải mã, con này là con hải mã. Trời ơi, hải mã, hải cẩu, hải mã, đúng rồi, hải mã cũng được. Ui ui, con ông này to thế các bạn ơi, to như kiểu này cái con hải mã các bạn ơi. Rồi răng thì dài mà yếu đuối các bạn ơi. Tiếp tục chiến thắng rồi các bạn. Thấy Nhân chơi cái game này nó có giỏi không, quá giỏi luôn. Ui lần này là con gì đây các bạn ơi, con này nó như kiểu nó con cá sấu không phải, mà khẩu long cũng không phải các bạn ơi, mà tắc kè hoa màu xanh cũng không phải. Con này không biết là cái con gì các bạn ơi. Thuộc rồi, con gì thì con thì Nhân cũng sẽ tiêu diệt nó nha các bạn nha, để bảo vệ. Bây giờ ở cái vùng đất này, ở trên trái đất nó nhiều mấy cái con quái vật này nguy hiểm quá các bạn ơi. Nhân sẽ là người đứng lên và tiêu diệt bọn nó các bạn ạ. Rồi tiêu diệt hết luôn, ngại gì tên nào các bạn ơi. Trời ơi, đâu rồi, sao các mi đông thế, các mi phải gọi đại ca của các mi ra đây thì tất chiều hết luôn. Rồi úi sợi. Nhân đang bắn nó kinh khủng luôn các bạn ạ, bắn liên tiếp luôn, bắn không mỏi tay nữa các bạn ơi. Rồi được rồi, không mỏi tay luôn. Bây giờ Nhân sẽ ra thử thách boss nha. Ui em gái gì đây, em gái Dimetrondor. Ơi sợ em gái à, ui sợ các bạn ơi, em gái nhìn nó màu hường quá các bạn ơi. Nhìn cô em gái này màu hường quá các bạn. Rồi Nhân sẽ bắn cô em gái mà nhìn sao hung dữ vậy các bạn ơi. Ủa thua rồi, ôi ủa sao lại thua vậy.
Sao lại thua được chứ chị các bạn nhỉ? Trời đất ơi, không thể tin được. Tại sao lại thua được các bạn ơi? Được rồi, sơi lại đi em gái. Mà sao Nhân thì có thể thua được nhảy này thì bắn luôn. Sợ gì các bạn ơi? Trời ơi, sợ gì. Xem nào, lần này em thắng hay là tôi thắng các bạn ơi? Yeah, thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, cuối cùng cũng đã chiến thắng được các bạn ạ. À, quá hay luôn. Cái trò này hay thật đấy các bạn nhỉ. Đấy. Ok các bạn nha, thì cái video của Nhân xin được tạm dừng tại đây nha. Các bạn nếu thấy hay nha, các bạn hãy ấn like video nha. Và nào chưa đăng ký kênh hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ Nhân BB nha các bạn ơi. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình.